Tiếp tục về anh em nhé. Đấy, cực kỳ nhiều luôn dòng Pro. Đấy, 11 ring về cực kỳ nhiều luôn. Hàng này phải nói là về rất là nhiều. Pro 2020 này. Đây là phiên bản 5G lắp SIM anh em nhé. 5G lắp SIM. Đấy. Có cả phiên bản 12.9 inch. Đó, phiên bản 12.9 inch cho anh em lựa chọn này. Đấy, màn hình cực kỳ to luôn, 12.9 inch. Nhưng mà hôm nay mình lên dòng 11 inch thôi. Đấy, mình lên dòng 11 inch cho anh em xem. Đây, cho anh em xem đây là dòng 11 inch nhá. Hàng tiêu chuẩn đẹp nét luôn này. Tiêu chuẩn đẹp nét luôn nhá. Đấy, về hàng này từ này thì về rất là nhiều. Đấy, cho này khoảng trăm cây, mấy trăm cây cơ. Đây, check cho anh em xem về một số chức năng cơ bản. Đấy nhá. Trong bao ưu ảnh thì lúc nào cũng sẽ có video quá trình test máy anh em nhé. Video quá trình test máy đều có đủ hết. Em mình test qua cho anh em xem thôi này. Màn 120Hz vút cực kỳ mượt luôn. Đấy, màn hình không điểm chết thì nhá anh em nhá. Đấy, màn hình không có điểm chết thì luôn. Cái thì đồng kiểm báo test, anh em mua về chỉ sử dụng là chính thôi. Âm thanh thì 4 củ loa stereo này. Vẫn có đàn đi từ dòng Pro 2018 đây anh em nhá. Đây từ dòng Pro 2018 đây. À, có một camera thôi. Đấy, có một camera thôi. Đây. Thì từ dòng này ấy, thì chúng ta đều được trang bị đó chính là cảm biến Face ID anh em nhé. Đấy, từ dòng Pro 2018 được trang bị cảm biến Face ID rồi. Một tính năng quá là ok luôn. Đây, dòng Pro 2018 và dòng Pro 2020 để mà so sánh thì bộ này khác nhau ở cái cam sau là nhiều nhất anh em nhé. Ở cam sau là nhiều nhất bởi vì là khi từ dòng Pro 2020 chúng ta đổ lên ấy thì nó đều được trang bị cam sau tận 3 camera. Đấy. Và đến cả dòng M4 nếu em nhớ không nhầm thì đều sở hữu thiết kế giống như dòng Pro 2020 của chúng ta. Đây, cam sau này, 3 mắt cam anh em nhé, 3 mắt cam. Đấy, khác sao với dòng Pro 2018 chúng ta chỉ có một mắt camera chính thôi, 12 megapixel thôi. Đối với dòng Pro ấy thì việc các bác chụp ảnh rộng ấy thì phải gọi là quá tuyệt vời luôn. Đấy, phải gọi là nghệ tuyệt đối luôn anh em nhé. Đấy, chụp ảnh góc rồi cực kỳ là đẹp. Đấy, để mà test một cái cho bác xem. Đấy, bóc cái viên cam sau này ra. 3 camera nhé, độ phân giải 12 megapixel. Đấy, chụp ảnh nét thôi rồi luôn. Các bác hay nghĩ là dòng này chỉ có 2 camera nhưng không, có tận 3 cái anh em nhé. Đây, camera này quá nét luôn. Đây, còn đây góc rộng nha anh em nhé. Góc rộng cam sau này. Đấy, đây góc rộng này anh em này, anh em nhìn thấy camera góc rộng này. Đấy, gọi là quá ok, quá nét. Giá bán dòng này em đang để lên quanh 12x cho anh em nhé. Đấy, lên quanh 12 củ. Còn dòng Pro 2018 thì là nó giá nó hơn 9 củ thôi. Đấy, Pro 2020 bản 5G 128GB. Đấy, bản 11 inch. Và dòng Pro 2018 bản cũng là 5G luôn. Đấy, anh em nhé, 9 củ và hơn 12 củ anh em nhé. Đây ngay cho bên em. Ngoài ra bên còn có những dòng như là E4, E5, đấy, Gen 10 anh em nhé. Đặc biệt Gen 10 thì có hàng ông lúc giá lên quanh hơn 8 củ gì đấy. Rẻ hơn thì có những dòng mã như là dòng E6 này, Gen 7 này. Đây là Gen 7 4G, E6 này, Pro 9.7 anh em nhé. Thích màn bé, mini màn lại thuận tiện thì có dòng mini. Đây là mini 5 bản online wifi anh em nhé. Giá nên quanh 4 củ rồi đấy, 4-5 củ rồi anh em ạ. Đây, không thì dòng Pro 10.5. Đấy, dòng Pro 10.5 phiên bản 256/512. 4G lắp SIM, only wifi có đủ tất cho anh em, giá thì hơn 4 củ nhá. Nên để ngay cho anh em mã hàng cực kỳ nhiều luôn này. Đặc biệt dòng này Pro 2020 5G lắp SIM giá chỉ từ 12 củ. Còn Pro 2018 bản 5G lắp SIM luôn giá chỉ cần hơn 9 củ thôi anh em nhé.